Chào các em. Hôm nay thầy sẽ dạy hình học lớp 12. Tiết học hôm nay thầy sẽ sửa bài tập số 7C, trang 39 sách giáo khoa. Bài 1, khái niệm về mặt tròn xoay. Mục tiêu cần đạt được sau khi học xong bài này là các em tính được khoảng cách từ một đường thẳng đi qua hai điểm bất kỳ thuộc hai đường tròn đáy của hình trụ đến trục hình trụ. Bây giờ chúng ta vào sửa bài tập. Bài tập 7, trang 39, câu C như sau. Một hình trụ có bán kính đáy R và chiều cao h bằng R nhân căn bậc 2 của 3. Câu C. Cho hai điểm A và B lần lượt nằm trên hai đường tròn đáy, sao cho góc giữa đường thẳng AB và trục hình trụ bằng 30 độ. Tính khoảng cách giữa đường thẳng AB và trục hình trụ. Như vậy, ở đề bài, chúng ta đi tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Thế thì, để làm bài này, chúng ta phải giải 3 vấn đề. Thứ nhất là xác định góc giữa đường thẳng AB và trục hình trụ bằng 30 độ. Thứ hai là xác định khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau AB và trục hình trụ. Thứ ba là đi tính khoảng cách giữa AB và trục hình trụ. Bây giờ thầy vẽ hình. Trên hình vẽ, thầy vẽ một hình trụ có tấm đáy OO phẩy, chiều cao h bằng R nhân căn bậc 2 của 3 và bán kính đáy R. Thầy vẽ một đoạn thẳng đi qua AB, sao cho góc giữa AB và OO phẩy bằng 30 độ. Các em quan sát hình vẽ. Chúng ta nhìn trên nhìn xuống. Khi chúng ta nhìn trên nhìn xuống thì chúng ta thấy đoạn thẳng AB nằm phía trong hình trụ. Do đó, đoạn thẳng AB được vẽ bằng mét khuất do mặt hình trụ che. Bây giờ ta đi xác định góc giữa đường thẳng AB và trục OO phẩy. Chúng ta nhận xét rằng đường sinh vẽ từ điểm A, đó là đường sinh AA phẩy, sẽ song song với trục của hình trụ OO phẩy. Như vậy, góc giữa OO phẩy và AB chính là góc giữa đường thẳng AA phẩy và đường thẳng AB. Mà ta biết rằng AA phẩy là đường sinh, cho nên nó vuông góc với đáy. Do đó, tam giác AA phẩy B vuông tại A phẩy. Cho nên suy ra góc BAA phẩy là góc nhỏ, do đó góc giữa OO phẩy và đường thẳng AB chính là góc BAA phẩy và bằng 30 độ. Như vậy chúng ta xác định góc giữa OO phẩy và đường thẳng AB là bằng 30 độ, chính là góc BAA phẩy. Bây giờ ý thứ hai là chúng ta đi xác định khoảng cách giữa đường thẳng AB và trục hình trụ. Ta thấy đường thẳng AB và đường thẳng đi qua trục hình trụ OO phẩy là hai đường thẳng chéo nhau. Vì AA phẩy song song với OO phẩy nên đường thẳng OO phẩy song song với mặt phẳng ABA phẩy.
Do đó, khoảng cách giữa ô phẩy và đường thẳng AB chính là khoảng cách giữa ô phẩy và mặt phẳng ABA phẩy. Mà khoảng cách giữa ô phẩy và mặt phẳng ABA phẩy chính là khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên đường thẳng ô phẩy này với mặt phẳng ABA phẩy, và thầy chọn cái điểm đó là điểm ô phẩy. Thế thì bây giờ chúng ta phải xác định khoảng cách từ ô phẩy đến mặt phẳng ABA phẩy. Để xác định khoảng cách này thì thầy xác định như sau. Thầy gọi H là trung điểm của đoạn thẳng AB phẩy, tức là dây cung của đường tròn đáy ô phẩy. Vì bán kính vuông góc với dây cung thì đi qua trung điểm của dây cung, và ngược lại, bán kính đi qua trung điểm của dây cung thì vuông góc với dây cung. Do đó, O phẩy H vuông góc với BA phẩy. Các em nhìn từ trên nhìn xuống. Ta có đường sinh AA phẩy thì bao giờ cũng vuông góc với mặt đáy của hình trụ. Do đó, mặt phẳng AA phẩy B vuông góc với mặt phẳng chứa hình tròn đáy ô phẩy của hình trụ. Như vậy, mặt phẳng AA phẩy B vuông góc với mặt phẳng chứa hình tròn đáy ô phẩy và cắt mặt phẳng này theo giao tuyến A phẩy B, mà O phẩy H đã vuông góc với A phẩy B thì suy ra O phẩy H vuông góc với mặt phẳng A BA phẩy. Do đó O phẩy H chính là khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng A BA phẩy. Như vậy, khoảng cách giữa O phẩy và AB chính là bằng đoạn thẳng O phẩy H. Bây giờ sang ý thứ ba là chúng ta đi tính cái khoảng cách O phẩy H bằng cách nào. Ta biết rằng trong hình trụ thì đường sinh sẽ bằng chiều cao, do đó AA phẩy cũng bằng R nhân căn bậc 2 của 3, và có góc A phẩy AB bằng 30 độ, cho nên chúng ta sẽ tính được cạnh A phẩy B bằng A phẩy nhân với tan của 30 độ, tức là bằng R nhân căn 2 của 3 nhân với tan của 30 độ, tức là nhân với 1 trên căn 2 của 3. Vậy thì kết quả nó sẽ bằng R. Vậy A phẩy B bằng R, tan giác B O phẩy A phẩy là tam giác đều có cạnh bằng R, thì suy ra chiều cao O phẩy H bằng R nhân căn bậc 2 của 3 trên 2. Đó là kết quả cuối cùng của bài toán. Bây giờ chúng ta đi vào trình bày lời giải. Thì gọi A phẩy là đường sinh của hình trụ, suy ra A phẩy song song với O phẩy. Từ đó mình suy ra góc giữa đường thẳng AB và trục của hình trụ chính là góc BA phẩy và bằng 30 độ. Bây giờ chúng ta đi xác định cái khoảng cách giữa trục của O phẩy và đường thẳng AB. Vì O phẩy song song với A phẩy, do đó suy ra O phẩy song song với mặt phẳng ABA phẩy. Cho nên mình suy ra cái khoảng cách giữa OO phẩy và đường thẳng AB đúng bằng khoảng cách giữa OO phẩy và mặt phẳng A
Đi à phải. Và nó cũng bằng khoảng cách từ điểm cố phẩy đến mặt phẳng à đi à phải. Bây giờ thầy đi xác định khoảng cách từ ô phẩy đến mặt phẳng ABA phẩy như thầy đã nói với các em, đó là đoạn thẳng ô phẩy H. Thì gọi H là trung điểm của đoạn thẳng BA phẩy. Thì suy ra ô phẩy H sẽ vuông góc với BA phẩy. Do đó suy ra ô phẩy H vuông góc với mặt phẳng ABA phẩy, nên khoảng cách từ điểm ô phẩy đến mặt phẳng ABA phẩy chính là bằng đoạn thẳng ô phẩy H. Bây giờ chúng ta đi tính độ dài đoạn thẳng ô phẩy H. Tam giác A B A phẩy vuông thể A phẩy, nên ta có B A phẩy sẽ bằng A A phẩy nhân với tan của góc 30 độ sẽ bằng R nhân căn 2 của 3 nhân 1 trên căn 2 của 3 bằng R. Vậy thì trong tam giác B A phẩy O phẩy là tam giác đều cạnh bằng R, thì chiều cao O phẩy H bằng R nhân căn 2 của 3 đến 2. Đó chính là khoảng cách giữa đường thẳng AB và trục hình trụ. Như vậy thì qua bài tập này các em cần lưu ý rằng khoảng cách từ trục hình trụ đến một đường thẳng đi qua hai điểm của đường tròn vải hình trụ thì bao giờ cũng bằng cái khoảng cách từ trục mà đến cái mặt phẳng chứa đường thẳng đó và song song với trục, và chính bằng cái khoảng cách từ tâm đáy hình trụ mà đến trung điểm dây cung. Đây là điều các em cần chú ý. Cuối cùng thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Thầy chúc các em luôn luôn học giỏi. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.